như nhân cha và con và thánh thần. Amen. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh đức bà Maria. Nhưng không phải vì sợ phép lạ không xảy ra như lời Đức Mẹ,
Chứ mà Đức Mẹ sẽ giữ lời hứa mà. Và sáng ngày 13 tháng 10, người ta thấy đám đông đứng phủ đầy ngọn đồi Kuvada Iria, nơi Đức Mẹ hứa sẽ hiện đến. Và dưới cơn mưa lất phất của những ngày đầu mùa thu, ai cũng thấy lặng, nhưng đều hiệp ý với nhau trong lời kinh Bân Cui Đức Mẹ. Mọi người đều chăm chú hướng nhìn về Đức Mẹ. Lucia bắt đầu đọc kinh Bân Cui, bỗng cô hô lớn: "Xin mọi người hãy xếp dù lại." Với hai em Francisco, Jacinta, cô ra lệnh: "Hai em hãy quỳ xuống vì Đức Mẹ đang hiện đến." Cùng với ba em, nhiều người đã nhìn thấy vệt sáng trên bầu trời, và trong một cái nhìn vừa cảm thông vừa buồn, Đức Mẹ nói với ba trẻ: "Ta là Đức Mẹ Bân Cui. Ta muốn người ta xây một nhà nguyện nơi đây để kính nhớ ta. Các con hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày." Và Đức Mẹ đã hứa sẽ nhận lời cầu xin của một số người mà Lucia đại diện trình lên Mẹ. Nhưng Mẹ cảnh cáo: "Đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Người ta đã xúc phạm quá đỗi rồi." Nói xong những điều đó, Đức Mẹ chỉ tay về hướng mặt trời. Và trong cơn ngây ngất, Lucia đã thốt lên: "Xin mọi người hãy nhìn lên về phía mặt trời." Và thật lạ lùng, ai cũng có thể nhìn về mặt trời mà không bị lóa mắt. Như một ánh xe cuồn cuộn lửa, ánh thái dương cũng quay lượn nhảy múa và toát ra những tia sáng muôn màu muôn sắc. Ai ai cũng nằm rạp xuống trên bãi cỏ và đánh ngực ăn năn, như để chờ đợi giây phút cuối cùng của vũ trụ. Hiện tượng mặt trời nhảy múa và xa xuống mặt đất kéo dài trong vòng 2 phút. Khi mặt trời đã trở lại trạng thái bình thường, mọi người đều nhận thấy rằng bãi cỏ ướt đẫm trong cơn mưa bỗng trở nên khô ráo. Việc Đức Mẹ hiện ra và hiện tượng mặt trời nhảy múa đi kèm như mô tả trên đây mang nhiều ý nghĩa. Và chính phủ Bồ Đào Nha vào năm 1917 muốn đánh đổ những thứ mà người ta gọi là huyền thoại tôn giáo, dẹp bỏ những thứ cuồng tín. Và ngày 13 tháng 10 hôm đó, cả một lực lượng hùng hậu được gửi đến đồi Kuvada Iria để ngăn cản mọi cuộc tập họp của dân chúng. Thế nhưng lời tiên đoán phép lạ sẽ xảy ra, và phép lạ mặt trời múa vừa là một thể hiện quyền năng của Thiên Chúa, vừa là một lời mời gọi sám hối. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, và chúng ta tưởng nhớ đến sự kiện ngày 13 tháng 10 mặt trời nhảy múa. Xin Mẹ cùng thương đoàn con đang còn ở dưới thế, với những nỗi chung chuyên, với bao nhiêu ưu phiền, chúng con chạy đến với Mẹ. Xin Mẹ dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta. Xin Chúa nhận lời của chúng ta qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Và sau đây tôi xin đọc một số ý mà một số gia đình xin: cầu bình an gia đình, xin có sức khỏe, xin cho con cái được ưng trở lại, xin cho con được chăm ngoan học giỏi, xin cho con được thông minh. Xin Chúa và Đức Mẹ cho gia đình con bình an, chồng con xin ăn đi lễ. Và xin Chúa và Đức Mẹ ban cho con cái hòa thuận yêu thương nhau. Xin bình an, xin ơn ơn chữa lành, xin ơn đền tội, xin cho các anh chị được ơn trở lại. Xin ơn chữa lành, xin được ơn trở lại, xin bình an, xin mạnh khỏe cho má được hết bệnh, xin được vâng theo ý Chúa. Và chắc có nhiều người cũng có nhiều ước nguyện mà chúng ta giờ này gom hết để dâng lên cho Đức Mẹ, và xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Và chắc hẳn có nhiều người không tham dự được điều này cũng có ý muốn dâng lên Đức Mẹ những cái tâm tư, nguyện vọng, ước muốn của mình. Xin cho chúng ta được luôn sống như Mẹ, luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn xin vâng với Mẹ trong mọi tình cảnh. Xin Mẹ chữa lành hồn xác của chúng ta. Nói sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Thưa Dược Đức Chúa Giêsu sống lại, ai xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đánh y, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đệ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ mọi người nữ, là Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đệ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ mọi người nữ, là Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Sẽ thêm tôi muôn đời.
ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ kiến khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Thứ ba, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho Thánh Thần đầy dạy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện hiến Cha các sáng Đức Cha thì đến đi Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cám dỗ, như cứu chúng con cho mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phước lạ. Thứ năm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ
ca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã làm một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì con người cũng sẽ làm một dấu lạ cho thế hệ như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này. Và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, Dân thành Ni-ni-vê sẽ đổi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na giao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Người Do Thái đã chứng kiến quá nhiều dấu lạ. Một vũ trụ bao la kỳ diệu, một cuộc sức hành giải cứu dân riêng Thiên Chúa ra khỏi Ai Cập vang lừng. Nhưng còn dấu lạ nào lớn hơn dấu lạ một Giê-xu? Cả cuộc đời Chúa Giê-xu là một dấu lạ. Người đã bỏ ngay trời xuống và sống với con người. Sống giữa dấu lạ như thế mà dân Do Thái vẫn nài xin dấu lạ. Con người ngày nay cũng đi tìm dấu lạ, nhưng có người đã từng được ơn lạ mà vẫn không thay đổi. Phải biết đọc dấu lạ bằng cảm nghiệm đức tin và lòng yêu mến. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết nhìn ra đâu là Thánh Ý Chúa gửi đến cho mình, biết gặp Chúa qua những dấu lạ của thiên nhiên, và giúp chúng con biết đổi đời sống thành một dấu lạ cho anh em. Amen. Chúng ta cùng im lặng một phút để suy niệm lời Chúa và cầu nguyện.